Để bạn chụp cúc xé nha các bạn. Đó, để bạn nhổ lòng cúc nha, có thấy rõ ràng nha. Đây bạn ơi. Đó, đang nó đang bằng thịt con cúc. Nay là nó bằng con cúc này là con cúc đầu tiên nha. Hôm nay nó chưa bằng con nào, hôm nay nó bằng đầu tiên. Hôm nay chim nhiều quá cho nên không có luyện nó được. Nay luyện nó chứ ngày mai nó đi về Khánh Hòa nó ở rồi. Mai có ông anh về Khánh Hòa vô ông lấy à. Nay chỉ còn có một con à. Bán hết rồi, mười mấy con bán hết rồi. À, con này với con đại bàng này nè, con đại bàng dữ, con đại bàng hung dữ này nè. Đây con đại bàng hung dữ này mình không có chơi nó. Lợi gần nó cắn ghê lắm. Ai cũng mua về con đó về dưới nhà dữ. Con này còn đại bàng ưng nè. Con này đang ấy.